Xin chào các bạn, tôi là Rồng. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn các xu hướng thiết kế web hiện nay. Thì về năm 2016, cái trải nghiệm của người dùng luôn được chú trọng, phải đảm bảo làm sao khi người dùng khi họ đang ở trên một site hiện tại thì nó phải thuận tiện nhất. Thì ngày hôm nay tôi có chuẩn bị một cái bài demo ở đây, thì các bạn có thể thấy thì trên cái thanh menu của tôi thì hiện giờ là đang có 5 cái slide, tôi có đánh dấu từ 1 đến 5. Tôi sẽ tiến hành đi kéo xuống vị trí cái khu vực slide đầu tiên của tôi ở đây. Thì ở đây tôi có 4 cái icon, tôi sẽ tiến hành đi hover qua từng cái icon. Thì các bạn có thể đi thấy khi mà tôi hover qua thì cái icon này của tôi, ngoài việc nó được đẩy lên phía trên thì nó còn đổ một lớp bóng ở phía dưới. Thì đối với cái hiệu ứng này thì nó cũng đang là một cái xu hướng mới mà tôi có sử dụng trong CSS3, đấy là thuộc tính là transform và transitor và cái bookshot down ở dưới đây. Thì đối với transform và transitor thì tôi cũng đã có hai cái video phía trước có hướng dẫn một cách rất cụ thể về hai cái thuộc tính này, thì nếu mà ai mà chưa biết thì có thể là tham khảo lại của tôi. Thì tiếp theo thì tôi sẽ kéo xuống phía dưới, thì các bạn có thể để ý thấy tôi sẽ kéo rất chậm. Khi mà tôi kéo cái thanh cuộn trang xuống phía dưới thì ở đây thì chỉ có duy nhất cái phần description của bức ảnh. Các bạn để ý theo cái con chỉ chuột của tôi thì nó đang di chuyển theo cái thanh cuộn trang, thì có duy nhất cái phần background phía sau này là không thay đổi. Các bạn có thể để ý nhìn vào cái phần bình nước ở đây, khi mà tôi kéo thanh cuộn trang lên thì nó đã bị che khuất mất. Kéo xuống thì toàn bộ cái bức hình này được hiển thị ra. Thì nếu mà ai mà đang biết về landing page thì các bạn cũng có thể thấy, thì đây là đang là một xu hướng mới, đấy là sử dụng thuộc tính trong CSS, đấy là background fit. Tôi sẽ kéo xuống các phần phía dưới. Phần slide 2 thì các bạn để ý cái phần bức hình này. Slide 3, slide 4, các bạn để ý thêm cho tôi một chút. Thì đây là cái thuộc tính background fit, đây là cái xu hướng thứ hai. Cái xu hướng thứ ba, các bạn để ý trên thanh menu thì tôi sẽ nhấn vào cái slide 3. Khi mà tôi nhấn vào cái slide 3 thì tự động cái thanh cuộn trang nó di chuyển đến đến phần là khu vực slide 3. Slide 4, người dùng không phải kéo thanh cuộn trang hoặc là lăn chuột. Tôi quay về cái slide 1. Đây thực chất là cái thuộc tính trong jQuery, đấy là animation mà tôi có sử dụng. Thì để tôi tổng kết lại cái các xu hướng của ngày hôm nay thì tôi sẽ ôn lại cho các bạn ba cái thuộc tính transform, transitor và bookshot down. Xu hướng thứ nhất, xu hướng thứ hai là sử dụng cái background fit. Xu hướng thứ ba sử dụng thêm jQuery animation. Thì để đi làm cái bài demo này thì trước tiên tôi sẽ ra ngoài cái khu vực desktop của tôi. Ở đây thì tôi đã chuẩn bị một cái thư mục video 1. Tôi vào bên trong. Thì trong cái video 1 này thì tôi có 4 cái thư mục. Thư mục thứ nhất là thư mục Bootstrap. Thì trong bài này thì tôi có sử dụng đến Bootstrap. Mục đích của tôi là để việc CSS nó một cách nhanh chóng hơn. Đối với các bạn nào mà chưa biết về Bootstrap thì cũng không cần quan trọng, vì cái chính của các bạn đấy là phải hiểu được cũng như là biết cách làm về các thuộc tính như là transform, transitor, bootstrap down, background fit, animation. Tiếp theo là cái thư mục CSS. Thì cái thư mục CSS này thì nó sẽ chứa cái file style của tôi. Thư mục image thì nó chứa tất cả các bức hình ở đây. Thư mục JS thì ở phần cuối, cái phần mà animation như ở chỗ này thì tôi có sử dụng jQuery thì bắt buộc tôi có một cái thư mục này nó nằm ở ngoài. Và cái file cuối cùng là file index, thì ở trong cái file index này thì tôi cũng đã viết sẵn các đoạn code mở đầu như là HTML, thẻ head, thẻ body. Thì trong cái thẻ head của tôi, ngoài các thẻ mà tôi cần gọi thì các bạn lưu ý cho tôi thêm một chút, đấy là cái link của Bootstrap ở đây.
Nếu mà ai muốn sử dụng Bootstrap thì phải có cái link này. Và cái file style thì tôi cũng đã gọi sẵn luôn vào đây. Và cái cuối cùng đấy là cái phần icon ở đây, cái hình đám mây, thanh sớt hay là các icon ở đây. Thì đối với các icon này thì tôi có sử dụng đến cái phone. Thì cái phone này thì tôi cũng đã có sẵn một cái link cho đến cái trang chủ của nó. Các bạn có thể để ý tôi dòng này. Thì đối với cái phone thì các bạn có thể truy cập vào cái trang phone.io. Thì trong cái trang này có rất nhiều các icon. Nó sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn về cái thời gian để các bạn đi kiếm một bức hình rồi gọi nó vào. Và trong cái phone xăm này thì nó rất đa dạng, các bạn có thể tham khảo thêm.